Thế sang chương 3, mặt phẳng cho khối lần 3 chiều. Về mặt hình học và nói thì chúng ta có thể coi là vector và phép nhân có hướng của nó sẽ thành là nghiên cứu câu hỏi mặt phẳng trong con 3 chiều. Ở cuối chương này chúng ta sẽ làm gì thì là sẽ hiểu mô tả về không gian mặt phẳng 3 chiều sử dụng vector số, sử dụng cái phương trình mẫu phương trình để xác định liệu cái điểm đó có nằm ở trong cùng một phía hay khác phía của một phẳng, diễn giải được các cái thông số để xem là cái khoảng cách vector từ một điểm đến một mặt phẳng nó như thế nào. Cái này hồi xưa cũng phải học rồi, nhắc lại thôi, bị một khác cái đường dưới góc nhìn của một cái đồ máy tính chúng ta đang việc video hạn, chúng ta cần tính xem rằng là cái nóc mái nhà hoặc là trong cái cây ra ấy, nếu mà mọi người đứng ở dưới cái đường ô tô vào nhìn lên thì như thế nào, nó hình dạng gì, đó cách chúng ta phân tích. Cái hội phiên bản của bài toán này thì đưa ra rất nhiều vấn đề trong đồ máy tính. Máy tính cần phải sinh ra một cái cảnh mà phù hợp góc nhìn của người đứng ở ngoài đường ô tô vào và nhìn thấy cái mái nhà. Thế thì tưởng tượng rằng chúng ta có một mái nhà đá phẳng nhé, và nó chỗ nào cái đó như là một cái mặt phẳng đơn, có thể là có ngói gì đó, không hiểu không? Một cái mô hình đơn giản cho bài toán này, bỏ qua những cái chi tiết hình học cầu kỳ liên quan đến khoảng cách theo mái nhà hay có gì theo điểm P Q và một phẳng trong không gian R3 thì liệu P và Q cùng nằm cùng một hướng mặt phẳng không? Đại khái như mặt phẳng nó cắt đôi không gian thành hai phần thì cái điểm đó nó hai điểm đó nằm chung một hướng hay một hai hướng. Thì ở cảnh ở dưới chúng ta sẽ có một cái gọi là cái ảnh này. Đây chúng ta xem gì. Đầu tiên ta quan tâm phương trình mô tả đường trong R2. Phương trình là x, y, cái điểm x, y trong R2 giải phương trình là 5x trừ 7y bằng 3 là một đường R32. Bây giờ chúng ta tính toán điều đó là tính được cái độ dốc của nó là hệ số góc của nó là 57. Mà còn gắt hơn thì cái nghiệm x, y này theo cái phương trình với dạng x của y bằng c, ít nhất là một cái hằng số b ở a khác không là một đường trong R2. Nếu mà b khác không thì nó sẽ chia cả hai hướng cho b thì được b y bằng này, và ta sẽ có cái gọi là điểm dưới dạng là hệ số b bằng không sẽ chia thứ cho a thì c bằng x c na, x bằng c na là cái đường thẳng vuông góc với song song trục tung, nó gọi là infinity slope, tức là đường dốc chuẩn, đường dốc vĩnh viễn thẳng vuông. Chúng ta sẽ có cái phương trình với dạng x cộng b bằng c mà ở đó ta coi hai điểm x y hai điểm chạy chạy. Thế thì hướng ở đây tương tự bên R3 cũng thế, ta có tập hợp có 3 điểm x y z thỏa mãn phương trình như rẻ dưới 3x cộng 4 điểm hết bằng 0 bằng 10. Đó các phương trình, cái này là một phẳng, cái này là một phẳng nhé. Nó chúng hơn, nó có tập hợp các điểm này thỏa mãn cái phương trình này với các cái ABC là hằng số, và nó khác không? Nhất một trong ba này khác không? Quẻ hơn thì x bằng 0 thì chúng ta có nghĩa được là AI của y chứa các điểm không y, hay lại ra là mình nói x bằng 0 sẽ kéo sát cái phẳng đường thẳng trên mặt phẳng y vậy, phẳng y z. Tức là nếu x bằng 0 suy biến rằng mặt phẳng đi thành một đường thẳng trên phẳng y z. Đây là tưởng tượng dễ, cách khác nhỉ. Các điểm trên phẳng này, cái dạng này nó có tất cả các vectơ này có là 1 cộng 1t, 3t, 2t bằng 1 này. Nếu là nhỉ? 1 cộng 0, 2 cộng 0, không chỉ thằng y này. T, t, e,
T phẩy là các tích phân dựa ở vô hướng dương, gọi là dạng là parametric. Ý có nghĩa là chúng ta công thức mà sinh ra các điểm trên mặt phẳng và phẳng thôi. Thay thôi, ví dụ T phẩy khác nhau thì gọi thông số khác nhau, thì có cái điểm khác nhau mặt phẳng. Mỗi điểm mặt phẳng này thì chứa một trong các giá trị của T phẩy. Cái này nó ra cái này. Mặt phẳng đi qua điểm P này và vuông góc với cái hướng là như này, đây là cái vectơ hấp tuyến. Thế thì sẽ có là A điểm ở trên mặt phẳng. Không có gì nữa. Đây. Cái hình mới à? Đừng mê hỏi. Rồi nhỉ, tổng niên học được cuối đời những nhất. Đây phương trình của mặt phẳng này, cái điểm ở ngoài phương trình, các sắc tố trình, nếu không có trình không thì nó sẽ ở ngoài, và âm thì là trên, âm ở dưới, dương ở trên, cây không có hết, không hiểu từ cây là cả, cái này rất bình thường. Ví dụ thì thôi một bàn nhỉ. Nào. Khoảng cách hướng này, hướng này. P hướng này, PQPR, PQ PR. Vectơ chuẩn không? Các tuyến nói gì? Các tuyến đây là vuông góc đúng đây, chú ý rằng là cho sử dụng các pháp tuyến để tìm cái phương trình và chúng ta sử dụng phép toán nhân hai với nhau để ra được pháp tuyến để tính được cái gọi tính cái vuông góc. Hai khái niệm này áp dụng để những mở khác nhau về bất kỳ cái phẳng nằm R3 đây đi mình có là chỉ ngày một hay không 2x trừ đi cộng 8y tức bằng 0. X là điểm mặt phẳng đường thẳng kết nối nhất phải là cái dạng này. Đâu đầu quá, một choáng nhỉ. Phù. Không phá lúc nữa cũng đầu. Cái khủng dài này thật phát rồi đọc rồi mới khổ đọc rồi đi đọc lại ở mức đầu này rồi chương trình đường thẳng đi qua cái điểm này và nhân với thằng này rất hợp pháp x gì mà không nó có gì nó có cái từ P này để có là thêm hai cái từ QR trong không gian khác P sao cho ba điểm
thêm cái mặt phẳng không nằm trên nền thẳng và tương sao cho P là không phải các cái tích của nhau đó, quy trừ P không phải là tích của phải là thừa số của quy trừ P. Thì ở đây ta thấy cái khác biệt giữa hai các quy và R một phương trình, nên quy trừ P vậy quy trừ P không phải là tích của hướng tích của nhau. Khi tìm khi tìm quy ở R thì ta có phương thức này 1, 2, 3 hay là điểm P có vector P cộng với T trừ đi 3. Như hữu thực đấy là phương trình như thế này. Không x bằng 1 như thế này. R thì T bằng 7 cung 1 ngoài 3. Đó là R trừ P này. Nó không phải tích của nhau. Đây sẽ có thằng này mặt là cái phương trình của thằng phẳng này của mình quắt. Đấy nhỉ, đây 3.3 này đang thích form chiều của nó có gì đây, nó số như này theo thế phải là cái biểu diễn đại số. Cho một đường thẳng qua điểm có hướng L này. Này, P này, D này, tính được P là P đường qua điểm đường L qua điểm P theo hướng V tính như thế này. Đó là này. Cái vector chỉ phương ấy. Nó có là L diễn tả như thế này. Nó có X cộng P cộng T. Chữ P của bạn quy phương trình của mặt phẳng và mặt tập hợp của các phương trình hình thẳng, ta cần hai thẳng hình thẳng rồi. Được quá, chúng ta đây P, T, V phẩy với các T phải là cái mô tả parametric của một mặt phẳng R thông qua điểm P theo hướng của V về phẩy. V cộng TV là do mỗi T khác nhau. TP cộng V này. Nó phải bao nhiêu tính ấy? Cái hướng này. Phương trình dạng bậc 3 quả. Một mình thật đấy. Được quá.